ranh giới thiện ác chia sẻ cho chúng ta câu chuyện về một công tố viên hiện đang làm việc tại văn phòng công tố của quân Trong Ju, đó là công tố viên Seo Jong Jae. Phấn đấu không ngừng nghỉ và cố gắng hết mình, Seo Jong Jae luôn tâm niệm rằng sự nghiệp của mình có thành công như hiện giờ chính là việc bảo vệ chính nghĩa và công lý. Thoạt nhìn qua bề ngoài thì anh là một người lạnh lùng nhưng điều đó không hoàn toàn đúng, đôi khi phải tiếp xúc và cảm nhận thật kỹ thì mới có thể thấy được sự ấm áp bên trong con người của anh. Nhưng chặng đường đi đến vinh quang thì luôn ẩn chứa những điều không mong muốn. Seo Jong Jae từng bị gắn mác là một công tố viên thiếu trong sáng bằng những việc tham nhũng. Lần này, khi nhận tham gia vào một vụ án đăng xuất của một nữ sinh trung học, anh đang phải đối mặt với làn ranh giới hết sức mong manh giữa sự mách bảo của trực giác chính trực và bên kia là một kẻ cơ hội. Mở đầu tập một cảnh ở viện kiểm sát Trong Ju, Seo Jong Jae nhân vật chính làm việc ở đó. Anh đang ngồi trong phòng làm việc mặt đầy căng thẳng dò xem kết quả thăng chức. Anh cùng các đồng nghiệp mò danh sách nhưng không thấy tên mình. Đây là lần thứ ba anh trượt kỳ thi thăng chức rồi. Trong khi những người đồng nghiệp khác lấy làm tiếc nuối cho anh và không dám đi vào phòng anh hỏi han thì một người đồng nghiệp khác đã thi đỗ. Anh ta mở cửa đi vào trong phòng và giễu cợt Jong Jae. Không thể kiềm chế nghe thêm những lời mỉa mai của anh ta, Jong Jae liền bỏ ra ngoài. Trước khi đi vẫn bị anh ta móc mỉa về chuyện cả phòng đã chuẩn bị tiệc mừng, còn đặt sẵn cả hoa tặng Jong Jae rồi. Anh bảo mọi người hãy cùng nhau đi ăn đi, còn mình thì đi ra ngoài. Đi sang phòng bên cạnh thấy mọi người đang cùng nhau chúc mừng cho kiểm sát viên Dung mà khiến tâm trạng anh càng nặng trĩu hơn. Mãi khi ra đến thang máy anh mới dám hét lên xả cơn tức đã kiềm chế bấy lâu. Trong lúc đồng nghiệp đang ăn uống vui vẻ với nhau thì Seo Jong Jae lựa chọn ngồi ở bên ngoài siêu thị ăn mì gói. Tin nhắn của đồng nghiệp liên tục gửi đến, họ đang chơi bowling cùng nhau. Anh mở điện thoại ra đọc những bài báo viết về thời oanh liệt của mình. Anh đã từng được phỏng vấn chia sẻ về việc dựa vào trực giác để phá án. Tên tuổi của anh đã từng được vang danh, vậy mà giờ đây anh hèn nhát như này sao? Seo Jong Jae như được tỉnh thức, lúc này kiểm soát Dung đang ăn mừng cùng mọi người thì Seo Jong Jae hồ hởi đi tới. Anh tiến đến chỗ trưởng phòng rồi cổ vũ cô ấy chơi bowling. Nhìn vậy mà kiểm sát Dung ngứa mắt lắm, lại tiếp tục cà khịa anh về việc gần 50 tuổi rồi vẫn không được thăng chức, chỉ có mỗi cái mặt tiền đẹp trai thôi. Kiểm sát Dung còn tip cho cô bé nhân viên để lên mặt với Seo Jong Jae. Cô bé nhân viên xoay người rời đi thì một đồng nghiệp của họ đang chơi bóng thấy lỗi liền nhờ cô bé đi kiểm tra. Cô bé đưa đồ cho nhân viên khác rồi đi ra sau kiểm tra lại, sau đó nhét tiền vừa được tip vào ba lô chứa đầy tiền của mình. Trưởng phòng nói chuyện với Seo Jong Jae, cô nghĩ rằng anh hẳn là ghét mình lắm vì đã cho không chấm điểm cao cho anh thăng chức. Nhưng Jong Jae khéo léo nịnh chị ta rằng không thăng chức càng tốt, anh lại càng có cơ hội làm việc dưới trướng chị. Seo Jong Jae đang lái xe đi làm buổi sáng, anh cố gắng nhủ bản thân hãy cười thật tươi nhưng đột nhiên lại bị một chiếc xe tạt đầu, đúng là muốn tích cực không nổi mà. Sau khi tạt đầu xe anh thì người lái xe đánh hướng sang chỗ khác rời đi thật là xui xẻo mà. Những ngày sau đó anh vẫn tiếp tục xử lý các vụ án nhàm chán như thường ngày, mọi việc không có gì thay đổi cả. Hôm nay anh lại giải quyết một vụ tai nạn giao thông, một người đàn ông đi xe sang đanh lái xe trên đường thì bất chợt người đàn ông kéo xe hàng ra lòng đường khiến anh ta phải đánh lái nhanh. Chiếc xe không bị gây hại gì nặng nề nhưng chiếc bình sứ giá trị 1 tỷ bên trong đã bị vỡ. Giờ đây chủ xe yêu cầu người đàn ông kia phải đền bù 1 tỷ, họ kéo nhau ra bên ngoài hành lang cãi nhau khiến cho trưởng phòng và kiểm sát Dung phải đi tới xem có chuyện gì. Dĩ nhiên là kiểm sát Dung lại mỉa mai Seo Jong Jae vì không dẹp loạn được hai người họ. Anh quay sang quát cả hai người và truy cứu hành vi gây rối TRA tự nơi công cộng của họ. Người đàn ông bị bắt đền kia khi ngồi nói chuyện với Jong Jae đã bình tĩnh lại. Ông nói mình không có tiền nhiều như vậy để đền bù, nếu phải đi tò thì nhà hàng hạnh phúc của ông sẽ ra sao. Ông mở cửa hàng ăn phục vụ cho người già và chỉ thu của họ 1.000 won thôi. Chính vì vậy nên ông đã phải tự mình làm mọi thứ, từ nấu ăn đến đi chợ mua nguyên liệu. Ngày hôm đó ông đi chợ mua đồ như mọi khi, trong lúc bê thùng khoai tây lên xe thì bị đổ ra đường. Ông nhanh chóng chạy ra nhặt lại thì người lái xe không phản ứng kịp nên đã đánh lái và xảy ra sự việc như vậy. Nói xong ông ngậm ngùi rời đi. Mọi người trong phòng đều biết đến ông chủ nhà hàng vì nhiều lần sếp của họ muốn phỏng vấn ông ta nhưng ông không nhận lời vì ngại xuất hiện trên TV. Nghe vậy Seo Jong Jae liền nảy ra sáng kiến phải xử lý vụ này thật tốt để ghi điểm với sếp. Nhưng làm thế nào mới là tốt đây? Anh nhớ đến kiểm sát Dung với những lời mỉa mai của ông ta. Anh chủ động đi lên tầng thượng, còn mang cà phê lên mời ông ta để hỏi thêm manh mối. Ông ta nghe mùi đã biết Jong Jae đang bí rồi lại được thể móc mỉa nhưng vẫn để lộ thông tin về chiếc bình sứ giá trị cao đó. Đồ vật như vậy đáng nhẽ sẽ phải được vận chuyển đặc biệt chứ sao lại chở bằng xe chứ. Seo Jong Jae bị nói mỉa thì cay lắm nhưng thôi có thông tin là được rồi mặc dù vẫn tức nuốt không trôi. Anh trở về văn phòng thì lại nhận được báo cáo của cấp dưới về thông tin chiếc bình đó và dịch vụ vận chuyển đặc biệt. Mừng lắm nhưng vẫn ra rẻ biết rồi để lòe cấp dưới. Tối đến, kiểm sát Dung một mình đi đến rạp chiếu phim. Ông ta đến gặp một người đàn ông bí ẩn, bọn họ giao dịch nói chuyện với nhau trong đó. Lúc này Seo Jong Jae đang ở phòng triển lãm tranh và bình sứ để tìm hiểu. Trong lúc giả vờ đặt mua một bức tranh để tìm hiểu cách vận chuyển đặc biệt của các đồ giá trị cao thì nhân viên đã khai nhận việc anh Ju Jung Ki ngày hôm đó muốn tự mình chở đồ đi. Đúng lúc đó anh ta cũng có mặt tại triển lãm.
Anh ta không những không sợ còn lên tiếng thách thức Seo Jong Jae về mà bảo ông kia đem tiền đến giảng hòa đi, lại còn mác luật sư của mình ra để lè. Công nhận là cũng có tí hiệu quả đấy. Seo Jong Jae nói chuyện với anh ta xong thì rời đi luôn. Anh vừa rời đi thì Ju Jung Ki gọi điện cho cấp trên báo về việc Seo Jong Jae đang truy tìm manh mối. Lúc này ở nhà hàng hạnh phúc, ông chủ không thể nấu ăn được vì mất nước. Tên Ju Jung Ki lái xe đến cà khịa ông chủ, bảo ông không kiếm tiền mà đền bù cho hắn đi. Đang lúc ba máu sáu cơn, ông lôi cổ hẳn vào trong bếp tí thì cầm đao băm cho hắn một nhát. Đúng lúc đó Seo Jong Jae đi vào, Ju Jung Ki sợ hãi chạy bám lấy anh rồi chạy ra xe chuồn mất. Ông chủ tâm sự với anh về việc bám trụ duy trì nhà hàng này không hề dễ dàng gì. Seo Jong Jae đồng cảm với ông, còn tận tình gọi công ty nước giúp ông để liên hệ sửa đường dẫn nước. Quanh co một hồi, anh đi vào chủ đề chính bảo ông ấy hãy đồng ý giảng hòa đi, tiền không có thì chỉ cần lên truyền hình là có các xe mà. Nghe vậy, ông chủ quát tháo không đồng ý rời đi luôn. Ông chủ đi ra sau nhà rồi lẩm bẩm nói rằng chắc mua máy nghiền thôi. Seo Jong Jae không thuyết phục được liền lên xe chuẩn bị rời đi thì bị chiếc xe đằng sau liên tục bóp còi, lại còn tạt đầu các xe khác ở đó. Anh chợt nhớ lại hôm trước mình cũng từng thấy chiếc xe này làm vậy với mình. Anh liền lấy trích xuất camera và thấy được biển số xe, trùng hợp thế nào lại chính là chiếc xe chở bình gốm gặp tai nạn của Ju Jung Ki. Vậy là anh đã có thêm manh mối cho vụ này rồi. Anh sốt sắng đến phòng họp báo cáo lập công với trưởng phòng. Kiểm sát Dung báo cáo về vụ mai thúy của mình, báo cáo chắc nịch khiến cho ai nghe cũng biết là anh ta đã cài người vào. Seo Jong Jae định báo cáo với trưởng phòng nhưng rồi lại thôi, đợi có kết quả chính xác sẽ nói sau. Anh đi đến bãi sửa xe của tên Ju Jung Ki và đã lấy được camera hành trình. Anh triệu tập tên Ju Jung Ki đến lấy lời khai. Anh cho ông ta thấy hành trình ông ta đi lòng vòng quanh khu vực xảy ra tai nạn trong 8 phút không biết lý do gì nhỉ. Ju Jung Ki loanh quanh một hồi nhưng vẫn phải ngậm miệng không dám to còi trước bằng chứng áp đảo Seo Jong Jae đưa ra. Cấp dưới đầy ngưỡng mộ anh vì kỹ thuật áp đảo điêu luyện của anh. Đúng lúc đó trưởng phòng gọi điện bảo anh đến gặp mình. Anh hồ hởi chạy tới thì thấy cô đang ngồi cùng một người đàn ông trong trạng thái hơi say xỉn. Người đàn ông kia tự đưa danh thiếp giới thiệu mình với Seo Jong Jae, anh ta là chủ của công ty xây dựng Lee Hong. Anh ta bảo Jong Jae hãy bỏ qua vụ tai nạn xe đi, sớm muộn gì thì nhà hàng đó cũng phải đóng cửa thôi. Sau đó anh ta đưa cho Jong Jae một chiếc thẻ đen nhưng anh đã từ chối ngầu đét rồi chào trưởng phòng của mình mà rời đi. Thì ra họ đã từng gặp mặt trong quá khứ rồi. Nam Wan vẫn tiếp tục đi theo anh thuyết phục anh bỏ vụ này đi. Anh ta đã mất rất nhiều tiền để mua lại khu vực sắp giải tỏa đó. Anh ta còn lấy cả vé vào quốc hội để mời chào anh. Anh không thèm đôi co lên xe định lái đi thì hắn đứng trước đầu xe hét toáng lên yêu cầu anh hãy thuyết phục ông Lee bán nhà đi. Anh ta vui, trưởng phòng vui thì anh cũng sẽ vui thôi. Jong Jae lái xe mà vẫn nhớ về những lời trưởng phòng nói. Anh mua quà mang đến nhà ông Lee thì thấy ông ta đang đào gì đó. Những tưởng ông ta tự sửa đường ống nước thì chợt thấy ông ta kéo một cái xác từ dưới lên. Anh sợ hãi làm rơi hộp quà. Những tưởng không bị phát hiện, anh đang rón rén định rời đi thì bị ông Lee đập cho cái vào đầu. Khi tỉnh dậy đã bị ông trói chân tay, bịt miệng nằm ra đất rồi. Anh ra hiệu bảo ông ta cởi miệng cho mình. Anh nói mình đã giải oan được cho ông rồi. Tên Ju Jung Ki cố tình làm như vậy để bắt vạ. Dù vậy nhưng ông Lee vẫn không quan tâm định ra tay tiễn anh lên đường. Seo Jong Jae dùng hết vốn từ thuyết phục ông ta tha cho mình, anh sẽ giúp ông ta kiếm hàng chục tỷ. Mở đầu tập 2 là cảnh nhà hàng hạnh phúc của ông chủ Lee tấp nập khách ra vào. Tối đến ông chủ Lee đóng cửa hàng thì bất chợt nước tràn ra từ bên trong cửa hàng, còn ông ấy thì đang đứng oánh một người nào đó, máu me chảy đầy sàn. Sau khi sát hại người đó, ông đã chôn cái xác dưới nhà, chú chó nhà ông đã đánh hơi được gì đó, vợ ông đã hỏi ông nhưng ông chỉ nở nụ cười đầy bí hiểm. Quay trở lại với thực trạng cuối tập trước, Seo Jong Jae đang gặp nguy hiểm. Anh vẫn rất thông minh cố gắng thuyết phục ông Lee tha mạng cho mình. Anh nói rằng sẽ giúp ông xử lý những cái xác này, hãy đem đến viện kiểm sát anh sắp xếp. Nghe vậy, ông Lee nghĩ anh đang trêu mình, như vậy khác gì đang đi đầu thú. Ông Lee tí thì bổ cho anh một nhát. Anh đã dùng hết kỹ năng của mình thuyết phục ông Lee, thậm chí còn đem cả những đứa con ra thuyết phục ông ấy tin tưởng vào mình. Anh chỉ cần được sống thôi. Cuối cùng ông Lee đã siêu lòng, ông cởi trói cho anh và cả hai người cùng nhau bê cái xác lên xe. Ông bảo anh đi lấy biểu mẫu hủy xác đi nhưng giờ này còn ai làm việc nữa mà lấy chứ. Vậy là anh phải chở ông ta cùng hai cái xác trên xe mình. Ngồi bên cạnh ông Lee vẫn kề đao vào cổ anh khiến anh phải kể chuyện hài để vơi bớt đi căng thẳng. Hai người đã đi đến viện kiểm sát, vẫn cứ là đao kề sát bên người, ông Lee dính chặt lấy anh không rời. Lúc này trên văn phòng của anh vẫn sáng đèn, họ bấm thang máy cùng nhau đi lên. Sau khi vào được bên trong phòng làm việc của anh mở máy tính lên. Trong lúc ông Lee không chú ý, anh đã nhanh nhẹn bấm gửi tin nhắn vào khung chat nhóm với đồng nghiệp. Mọi người nhận được tin nhắn nhưng không hiểu chuyện gì. Khi thấy anh mở biên bản xử lý người chết không có thân nhân lên, ông Lee đã vô cùng vui mừng. Trong lúc ông mừng rỡ đứng ở máy in để đợi tờ giấy biên bản thì Seo Jong Jae đã định lẩn trốn ra ngoài. Hai người bắt đầu rượt đuổi nhau trong phòng, ông Lee liên tục lấy chiếc đao bổ như bổ củi về phía anh. Kiểm sát do nghe tiếng động liền đi tới phòng anh mở cửa, lúc này anh đang bị ông Lee bóp cổ.
Kiểm sát do ú ớ không biết xử lý thế nào chỉ biết ném chiếc cặp sách về phía ông Lee, rồi Rong Jae nhanh chóng ẩn được ông ta ra. Anh bảo kiểm sát do gọi cảnh sát đi, còn mình chạy đuổi theo ông Lee ra ngoài hành lang. Lúc này một đồng nghiệp nữ của anh đã chạy đến đập vào người ông Lee khiến chiếc đao của ông rơi xuống đất. Hai người họ song kiếm hợp bích cùng nhau tấn công ông ta. Si-jun đang đi vệ sinh ngơ ngác không hiểu chuyện gì đi ra thì đã bị ông Lee tóm lấy làm con tin. Ông Lee tóm Si-jun vào thang máy và bấm xuống tầng 1. Thang máy đang di chuyển thì bỗng nhiên gặp sự cố, trong khi đó Rong Jae vẫn đang chạy thang bộ xuống. Si-jun nhanh nhẹn ấn nút gọi cứu hộ, chưa kịp nói nhiều thì uỳnh một cái thang máy rơi tự do. Xe cảnh sát lũ lượt kéo đến viện kiểm sát. Đội cứu hộ đứng trước của thang máy và đã cứu được Si-jun, còn ông Lee thì bị sốc vẫn giữ nguyên hình hài, tay cầm chặt tờ giấy tiêu hủy xác. Rong Jae bây giờ mới chú ý đến vết thương ở mạn sườn của mình và kêu đau để đội cứu thương hỗ trợ. Giám đốc Nam Wan nghe tin thì mừng rỡ, người được lợi nhất lúc này là anh ta vì không phải đàm phán gì với ông Lee thêm nữa mà vẫn mua được đất. Anh ta ghi nhận việc này chính là do Rong Jae đã âm thầm giúp. Rong Jae được đưa đến bệnh viện cấp cứu. Sáng hôm sau, sự việc của anh đã được mở họp báo. Công tố viên Jo Chớp lấy cơ hội đứng đợi sẵn ở ngoài đợi phóng viên ra rồi thao thao bất tuyệt kể về chiến tích của bản thân. Đồng nghiệp nghe ông ta bốc phét mà ngán ngẩm rời đi. Viện trưởng đích thân chỉ đạo trưởng phòng công tố khen thưởng nội bộ với Seo Rong Jae không nên làm to vụ việc này thêm nữa. Ông Lee trở về nhà hàng bị mọi người chỉ trỏ. Ông ta tức giận gào thét tên Seo Rong Jae. Vậy là tin tức này lại được hiện lên các mặt báo. Cái tên Seo Rong Jae lại lên hot tìm kiếm. Lúc này ở đồn cảnh sát, giám đốc Nam Wan cùng tên Ju Jung Ki đã có mặt tại đồn ngồi nói chuyện với ông Lee. Nam Wan hứa sẽ bào chữa cho ông Lee nếu như ông ta ký tên bán nhà hàng. Vừa nghe vậy, ông Lee liền nảy số hiểu ra vấn đề, thì ra là do mảnh đất này. Biết mình ở cửa trên, ông Lee yêu cầu Nam Wan xử Seo Rong Jae cho mình thì sẽ đàm phán tiếp. Thế nhưng anh ta nói mình đâu có điên giống ông đâu mà đi sát hại công tố viên. Nói xong hai người đứng lên rời đi, ông Lee như vớ được phao cứu mạng mà mỉm cười đắc ý. Trong khi đó Seo Rong Jae đang ở bệnh viện. Anh đang đi dạo ở hành lang thì bất chợt gặp cô bé làm ở quán bowling hôm trước. Cô bé lẩn trốn đằng sau lưng anh vì có cậu bạn tóc vàng đang truy tìm cô. Seo Rong Jae dẫn cô vào phòng bệnh của mình, thấy vết thương trên mặt cô và hỏi cô bị oánh à, nhưng cô không nói, chỉ muốn trốn nhờ trong này thôi. Anh đưa hộp bánh cho cô bé ăn, nhìn thấy cô ăn ngon lành mà anh chỉ biết ước. Cô bé cứ như vậy dựa đầu vào tường ngủ thiếp đi. Tối đến, anh nhận được điện thoại của vợ nhắc nhở anh ăn uống chú ý đến an toàn bản thân. Ông Lee gào thét tên anh như vậy thì không có gì là không dám làm. Lúc này anh mới lên mạng xem tin tức, nhưng điều đáng nói là quá khứ bị mua chuộc của anh lại bị đào lên khiến cho anh bực mình. Sáng hôm sau anh đang thu dọn đồ đạc xuất viện thì đồng nghiệp mang giỏ hoa quả tới. Anh bảo cậu ta cần gì khách sáo mua giỏ quả đắt tiền như vậy. Nhưng cậu ta nói có người gửi cho anh để ở ngoài. Thì ra lại là giám đốc Nam Wan, anh ta còn gửi cả phong bì tiền cho anh nữa. Thấy vậy anh bực mình gọi điện gặp mặt hắn. Về nhà anh dát toàn đồ hiệu lên người rồi đi xe tới cờ lắp gặp hắn. Bên ngoài đã có sẵn người của hắn theo dõi và báo tin. Anh đi vào chỗ hắn và ném số tiền kia trả cho hắn. Ngay khi định quay rời đi thì hắn lên tiếng kể lại quá khứ của anh. Mấy đồng bạc này anh lấy làm gì, chuẩn bị có hàng chục tỷ rơi xuống đầu anh rồi. Mảnh đất ở quê 10 năm trước hắn tặng cho anh giờ chuẩn bị được quy hoạch, giá đất tăng gấp 100 lần rồi, vậy là chuẩn bị đã có vụ hối lộ khổng lồ rồi. Hắn mang Chu Yên này ra để đe dọa anh khiến anh nổi đóa lên muốn đấm cho hắn một trận. Hắn muốn anh phải giúp hắn lấy được miếng đất của ông Lee, nếu không muốn cùng hắn đến viện kiểm sát ngay bây giờ. Chỉ cần lần này thành công thì đến chết họ cũng không gặp lại nhau nữa. Anh bực tức rời khỏi căn phòng, hình ảnh năm xưa lại hiện lên trong đầu anh. Anh vừa rời đi thì một đám người cầm gậy gộc đi đến, chúng đập phá cờ lắp vì ông chủ ở đây dám cháo hàng của chúng. Rất nhanh cảnh sát đã có mặt, đám côn đồ cong đít bỏ chạy, ông chủ Park, người đứng trên danh nghĩa là ông chủ ở đây, bị oánh hôn mê bất tỉnh. Trên thực tế, cảnh sát cũng đã nắm được thông tin ông trùm Mai Thúy đứng sau cờ lắp này là Choi Jium Ho. Công tố viên cho biết chuyện đã báo cáo cho trưởng phòng biết, bà ta biết hết chiêu trò gài người của ông ta và cũng là người dung túng cho. Bà ta ra lệnh bãi bỏ lệnh khám xét cờ lắp để tránh tên trùm Choi Jium Ho bỏ trốn. Cảnh sát biết tin lệnh khám xét bị bãi bỏ thì bực mình, họ vẫn nhốt đám người kia lại. Choi Jium Ho vào viện thăm tên Park, anh ta rối rít xin lỗi ông trùm cũng là anh rể của mình. Rồi giải thích nhưng Choi Jium Ho không nghe, chỉ bảo anh ta nằm nghỉ ngơi đi. Ra ngoài, Choi Jium Ho bảo đám đệ trông chừng anh ta. Lúc này Seo Rong Jae về nhà lật tung đống đồ để tìm giấy tờ mảnh đất đó. Anh đã tìm ra phong thư màu cam và nhớ lại câu chuyện ngày hôm đó trong lúc nhậu nhẹt đã bị Nam Wan nhét vào túi áo. Tất cả mọi thứ đã nằm trong sự tính toán của hắn ta, mảnh đất này chính là chiếc dây buộc anh ta lại với mối quan hệ với hắn. Anh gào thét ân hận thì chuyện cũng đã rồi. Chúng ta cùng chờ đón tập tiếp theo xem Seo Rong Jae sẽ xử lý thế nào nhé. Tập 2 của bộ phim Ranh Giới Thiện Ác đã kết thúc. Các bạn đăng ký kênh để theo dõi các tập tiếp theo nhé.